Dạo gần đây quả thật là không có sản phẩm gì đặc biệt hot để xăm soi cả. Thị trường công nghệ lại bước vào giai đoạn ngủ đông và cũng là giai đoạn mà các hãng sản xuất đang nghiên cứu để chuẩn bị cho ra những chiếc siêu phẩm mới. Trong khi chờ đợi, chúng ta đành tiếp tục đào mộ chiếc siêu phẩm cũ. Thật ra thì cũng không cũ lắm, mới chỉ là hơn một tháng mà thôi. Chẳng qua độ hot của em nó đã bắt đầu hạ nhiệt, đó là chiếc iPhone 6 Plus. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel, mình là Ngọc Vi. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình gặp lại siêu phẩm đầu bảng của nhà táo Apple iPhone 6 Plus với bài đánh giá chi tiết. Thật ra thì cũng không có quá nhiều điểm để soi bởi vì mọi thứ thì không có thay đổi nhiều so với lại thế hệ iPhone 6 Plus tiền nhiệm, nhất là về mặt thiết kế. Chu kỳ S sẽ không có thay đổi gì nhiều, mọi sự khác biệt chủ yếu đến từ bên trong. Thử đặt cạnh chiếc 6 Plus này bên cạnh 6 Plus, không có gì khác cả, trừ khi là chúng ta lật ra mặt lưng và xăm soi chữ S bé tẹo, hoặc đó là một chiếc 6 Plus màu vàng hồng cẩm hường mà thôi. Tuy nhiên, nếu như đã từng có cơ hội cầm 6 Plus thì khi cầm 6 Plus trên tay, chúng ta sẽ nhận ra được sự khác biệt lớn nhất giữa hai chiếc máy này, đó là về cân nặng. 6 Plus nặng tay hơn hẳn và nó cũng dày hơn một chút so với lại 6 Plus. Dù nguyên nhân đó là do bổ sung thêm lớp cảm biến nhận diện lực nhấn cho tính năng 3D touch thì đây cũng là một điểm đáng tiếc, bởi vì vốn là người ta đang chuộng những smartphone càng ngày càng nhẹ đi, mỏng hơn. Bù lại có một điểm cộng rất lớn mà chúng ta dễ nhận ra, đó là từ đầu mùa đến giờ chúng ta không còn phải đọc những bài báo tương tự như năm trước với cái tiết là iPhone mới lại bị bẻ cong. Chiếc iPhone 6 Plus năm nay đã được nâng cấp về chất liệu khung từ hợp kim nhôm series 6000 lên 7000 và gia công tốt các vị trí quan trọng, cho nên là cầm 6 Plus cảm giác chắc tay hơn hẳn và không sợ bị cong nữa. Hơn nữa, còn một chi tiết khá thú vị từ việc nâng cấp về chiếc viền này mà Apple không công bố, nhưng chúng ta đã được kiểm chứng qua khá nhiều video trên YouTube, đó chính là khả năng chống nước trên iPhone mới. Quay trở lại với chiếc iPhone 6 Plus này, các cạnh dù được bo cong để cầm đỡ cấn tay nhưng mà kết hợp với chất liệu kim loại trơn mịn thì với chiếc iPhone này dù chắc chắn hơn nhưng mà vẫn rất là dễ bị vụt tay khi cầm. Đấy, nói chung là vẻ ngoài thì không có gì khác biệt, về màn hình cũng thế, không có gì thay đổi. Vẫn sẽ là một chiếc màn hình cong 2.5D và đây cũng là một điểm cộng rất là lớn bởi vì màn hình hầu như là liền mạch với phần khung được hoàn thiện cao. Điều này thấy rõ khi mà các bạn dán cường lực cho máy, thường thì chúng ta không thể nào phủ hết mặt trước giống như là iPhone 5 hay là 5S. Như vậy thì chiếc iPhone 6 Plus này vẫn sẽ sở hữu một màn hình 5.5 inch với độ phân giải Full HD. Tuy nhiên thì phần viền màn hình có phần hơi dày, giá như mà nó mỏng hơn thì tốt biết mấy. Xét thời điểm hiện tại thì Full HD không phải là một độ phân giải cao và tương xứng với một chiếc siêu phẩm, khi mà có những chiếc máy đã lên đến tận 4K, nhưng mà hiển thị của 6 Plus vẫn là xuất sắc. Chất lượng hiển thị, góc nhìn rộng, màu sắc trung thực hay là khả năng cảm ứng đều rất tốt. Nhất là về khoảng màu sắc, mình vẫn đặc biệt thích sự trung thực trong hiển thị màu sắc của iPhone. Và điểm nổi bật nhất phải kể đến của chiếc màn hình này đó là việc bổ sung thêm tính năng 3D touch, nhận diện lực để đưa ra phản hồi. Tuy nhiên hiện tại thì không có quá nhiều ứng dụng hỗ trợ tính năng này. Hãy thử nghĩ mà xem, chỉ có mỗi 6S và 6 Plus được hỗ trợ và sử dụng được. Cho nên hẳn là các nhà phát triển hay là lập trình viên cũng lười để tạo ra một ứng dụng chỉ dành riêng cho những chiếc máy này. Dù vậy thì nó vẫn còn rất nhiều hỗ trợ thú vị như là mở nhanh tính năng nào đó của ứng dụng thay vì chúng ta phải mở vào trong và thêm nhiều bước, hay là kích hoạt đa nhiệm mà không cần dùng đến nút home. Cho nên hy vọng rằng trong tương lai gần thì các nhà phát triển và lập trình viên sẽ chăm chút hơn cho tính năng này. Đó, như vậy thì có một chút thay đổi về thiết kế, một chút thay đổi về màn hình, nói chung là cái gì cũng một chút thôi, chỉ có cấu hình là một đống. Điểm thay đổi lớn nhất của chiếc iPhone mới này đến từ việc nâng cấp lên quả RAM 2GB và khoảng đa nhiệm vốn đã tốt nay lại còn tốt hơn rất nhiều lần. Đi kèm đó, iPhone 6 Plus được trang bị con chip Apple A9 mạnh mẽ. Chip đồ họa nâng cấp từ GX6450 4x lên GT7600 6x. Rõ ràng chiếc iPhone mới này mạnh hơn rất nhiều lần so với người tiền nhiệm của mình. Và trong danh sách smartphone hiện tại, với phần thắng ở hàng loạt cuộc đua hiệu năng, nó đã hiển nhiên chiếm giữ vị trí đầu bảng về hiệu năng cho đến thời điểm này. Cho nên về phần cấu hình của iPhone 6 Plus có thể nói là miễn bàn, không có gì để chê. Một thay đổi lớn khác nữa đến từ camera của máy. Sau nhiều năm trung thành với một con số thì cuối cùng camera cũng đã được nâng cấp lên 12 megapixel ở phía sau và 5 megapixel ở phía trước. Như những thế hệ iPhone trước, camera của iPhone vẫn là một chiếc camera phone chụp nhanh và dễ nhìn. Điểm làm cho mình thích nhất đó là tái tạo màu sắc tươi tắn, trung thực và không xử lý quá mức. Ảnh chụp của máy có cân bằng trắng tốt, độ nét tốt và độ chi tiết cao hơn. Tuy nhiên thì chụp đêm vẫn là nhược điểm chưa được khắc phục khi mà hình ảnh tiếp tục chỉ ở mức chấp nhận được và dễ bị phản sáng khi có ánh sáng tạt ngang. Tuy nhiên thì có một điểm cộng khác, đó chính là tính năng Live Photo và khả năng quay video 4K. Nói về tính năng Live Photo, nhiều người cho rằng nó chỉ là một đoạn phim ngắn, nhưng mà sự thật thì nó đặc biệt hơn nhiều. Hình ảnh đều có độ phân giải cao và khi chúng ta bắt đầu bấm nút chụp thì nó sẽ lấy 1,5 giây trước đó và sau đó để thêm vào. Còn camera trước rõ ràng là cải thiện hơn rất là nhiều, nét hơn nhiều lần, nét đến mức hẳn là bạn phải rất tự tin với nhan sắc của mình để có thể đăng tải những bức ảnh chụp selfie bằng camera này mà không qua chỉnh sửa.
Một điểm cộng cho chiếc camera trước này đó là việc trang bị tính năng Retina Plus hỗ trợ người dùng tự sướng trong tối, đuổi kịp trào lưu tính năng Plus cho camera trước hiện nay. Chỉ khác một chút đó là nó sử dụng chính ánh sáng từ màn hình thay vì lắp thêm một chiếc đèn Plus. Như vậy thì có cái không thay đổi gì hết, có cái thì được nâng cấp lên, nhưng mà còn một cái khác thì lại giảm xuống, đó là pin của máy. Viên pin trên iPhone 6 Plus đã giảm mức dung lượng xuống còn 2750mAh so với lại người tiền nhiệm. Dù vậy thì thời lượng pin lại không hề sụt giảm. Nguyên nhân có lẽ là do iOS 9 là tối ưu cho iPhone mới và chipset mới. iPhone 6 Plus vẫn tiếp nối độ trâu của 6 Plus và là một trong những chiếc smartphone có thời lượng pin tốt nhất hiện nay. Máy cho thời gian sử dụng liên tục, màn hình sáng liên tục hơn 8 tiếng. Nghe gọi nhắn tin lướt web vừa phải thì có thể trụ được khoảng 2 ngày. Hơn nữa là khi chúng ta dùng cũng không hề có hiện tượng quá nhiệt gây khó chịu hay là nóng ngược trở lại màn hình. Nói tóm lại, đây cũng là một điểm cộng của chiếc iPhone mới này. Như vậy thì mình vừa hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết chiếc iPhone 6 Plus. Với những đặc điểm như trên thì theo các bạn, số tiền không hề nhỏ mà chúng ta bỏ ra liệu có xứng đáng hay không? Đừng quên để lại ý kiến của mình bằng những comment chia sẻ bên dưới nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.